cửa hàng nhân động cơ. Xin chào tất cả các quý khách hàng địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986228901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích hạng tầm trung nằm đứng nha. Em này đến từ thương hiệu của ST nha mọi người. Mã số của em này là MS170C nhá. Đó, em này thì đường kính bê tông của nó là 37 ly. Đó, đặc biệt là thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn, anh em rất kéo rất là nhẹ nhàng nha mọi người, chỉ cần nhích nhẹ là nổ nhé, không cần dùng được nhiều. Đấy, dành cho những chú nào có tuổi mình thích dòng Estin mà gọi nhẹ nhàng mình sử dụng mẫu này. Cái mẫu 170 này là mẫu mini boss nha mọi người. Đó, dòng này là dòng vừa nhất tầm trung của Estin. Đấy, gọi là nhỏ gọn nhất mà là vừa tầm và thứ hai vòng tua lẹ nha mọi người. Đấy. Nói đến thương hiệu Estin này anh em biết rồi, bây giờ đang thịnh hành trên các miền ở Việt Nam mình ha. Đó, miền Bắc bây giờ người ta xài cũng rất là nhiều ha mọi người. Đấy, xài nói chung là đủ rải rác hết rồi. Estin giờ nó rất là thương hiệu rồi, xài cực kỳ ổn định bền bỉ nha mọi người. Đấy. Rồi, thì lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 mà các cây là 35 cm nhá. Xích được của em này được sử dụng xích chung 91 nha. Lam xích rất đẹp này, đầu rãnh lam chưa có dập đầu và chưa bị tè đầu lam, nước sơn nhãn hiệu còn nguyên trên cây lam này anh em thấy. Đó, Estin này. Xích này thì bên em đã ráp cho anh em xích mới nhá, về anh em chỉ việc cắt thôi ha. Đó. Thì hàng Estin này nó đến từ Đức nhá mọi người. Đây nó còn chữ này, Made in Germany này anh em thấy. Đấy, đến từ Đức nhá. Đấy. Mà các cây 35 cm, ốp lam 2 ốc nhá mọi người. Đó, và trực tiếp bằng khóa 19, tăng xích của em này năm trước này. Đây nó con vít dẹp này, đó là cái con tăng xích nhá. Bên phía mặt má ốp lam đây. Đó, rất là sáng nha mọi người. Đó thì cái đời này là bên Nhật Bản ấy là nó xài trong cái vùng lầy nhá mọi người. Đây kể cả quay đằng trước cho anh em xem này, nó bên trong cái hóm này này là nó bị úa cái mạc cưa ở một vùng lầy nhá mọi người. Đó, bên em chỉ vệ sinh được bên ngoài này, nó là nó sạch sẽ rồi. Bên trong thì nó hơi úa một xíu này anh em thấy không? Đó nó hơi ám đen này. Đó là những cái mạc cưa bên nước ngoài nó cắt vùng lầy là nó sử dụng nó bị úa nha mọi người. Đó. Mặt đằng sau đây, tem nhãn hiệu này nọ rất là đẹp. Đấy, còn nguyên luôn nha mọi người. Mặt đằng sau rất là sáng này anh em thấy không? Đó, lốc mặt tiền đấy nhá. Tình trạng máy là bao zin nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua đến sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy nhá. Buji, rũa, tip mở buji nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đây. Đó, một cái máy mà nó còn nguyên cái số seri là anh em biết được cái tình trạng của nó xài rất là ít nha mọi người. Đó, mã số seri nó đây. 805305106 nha mọi người. Đó, đây mã vạch nó ha. Nếu bên Nhật Bản anh em sẽ mã vạch đây là nó sẽ hiện ngày sản xuất năm bao nhiêu luôn nha mọi người. Đấy, đây. Đó rất là sáng nha mọi người. Chỉ có điều là nó bị úa mạc cơ, nó hơi thâm thâm mấy viền viền bên trong này. Đó là cái đó là không vệ sinh được nên là cứ để vậy thôi. Đó, còn bên ngoài là vệ sinh cho anh em này. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Rồi bên phía mã hộp giật nhá. Đặc biệt là thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn nên là việc kéo nhẹ là nổ thôi, không cần dùng nhiều. Và bên cạnh hộp giật được thiết kế cho mình hai bình nắp chứa nguyên liệu. Nắp đằng sau này là xăng pha chung với nhớt. Nắp đằng trước này là nhớt thải bôi trơn lam xích nha. Đó, bên phía mã hộp giật đây, tem nhãn hiệu mạc là vẫn còn nguyên nha mọi người. Đó, Estin MS170C nha. Đó, giờ sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong nhá. Đó. Bên trong đây nha mọi người. Màn lọc thiết kế cho anh em là một màn lọc bông giấy nhá. Đó, ốp kín tuyệt đối này anh em thấy không? Đó, chống bụi tuyệt đối và bình xăng con, nó có một cái hõm này. Đó, anh em đặt vào đúng khớp về là ok nha mọi người. Đó, lọc rất là tốt nha. Đó, chế nó đây. Đó, từ các con ốc này rất là sáng, chế này chưa xúc nửa bình xăng con luôn nha mọi người. Về đổ xăng vào cái giật luôn là nổ luôn. Đấy. Đây bộ phận mô bin lửa này, đấy, anh em thấy không? Để lâu ngày nó còn bị cái loại như kiểu mốc meo lâu ngày ấy. Đấy, còn chưa vệ sinh kỹ này, lau cái là nó sạch này nha. Đấy. Đây, mô bin lửa này. Chân ốc này, từ các con ốc này, tất cả ri nguyên bản nhá. Buji cũng vậy nha mọi người. Nó không có một cái gì thay thế lai nhá mọi người. Rất là đẹp. Đây nhìn thấy không? Rất là sáng nhá. Nói chung là mẫu này anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà, rất là vừa tầm, vừa tay nhá mọi người, nhạy nổ ổn định nhá. Đó, dòng này là dòng vừa nhất của Estin mà hệ lòng đứng nha mọi người. Xài cực kỳ ổn định bền bỉ nhá. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Estin MS170C này là 3.400.000 đồng nhé. Anh em nào cảm thấy ưng em máy cưa xích này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986228901 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhé. Bây giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhé. Mm-hmm.
đẩy lên trên cùng là tắt, đẩy giữa là xài bình thường nhá. Anh em thấy không? Nhớt làm ra rất là tốt nha mọi người. Hoạt động rất tốt. Máy nghe thì rất là bốc rồi. ST này anh em khỏi suy nghĩ rồi. Vòng tua nghe rất là lẹ nha mọi người. Nghe rất là đã. Đặc biệt là có trợ lực này nên là chú nào có tuổi mình cũng sử dụng được, kéo nhà nổ nha mọi người. Không cần dùng. Xích Estin MS170C nhá, có trợ lực đó và được ráp cho anh em là xích mới nha mọi người. Giá của em này là 3.400.000 đồng. Anh em nào cảm thấy ưng em máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé.